Vâng, xin chào tất cả cô chú chị và các bạn. Chúc mọi người luôn sức khỏe bình an. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Yes Time TV. Và hôm nay thì chúng ta lại phân tích với nhau một câu chuyện khác liên quan đến vấn đề về những sàm tăng, về những ma tăng theo cách gọi của mỗi người. Nhưng đối với tôi thì tôi gọi họ là những YouTuber. Và chúng ta cũng đã biết rồi. Hôm nay thì có lẽ là chúng ta nên phân tích và trò chuyện với nhau về hai câu chuyện. Đó là Thích Trần Quang và Thích Huệ Thuận, hai người mà đang có hai cái thiên hướng và chiều hướng cũng khá giống nhau. Nhưng đầu tiên thì chúng ta lại phải phân tích với nhau về góc độ của ông Thích Trần Quang đã. Có rất nhiều người trong chúng thanh niên và những người được coi là trung thành với ông Thích Trần Quang là đệ tử ruột đó, đã lên bênh vực cho ông Thích Trần Quang về cái việc cái bằng cấp 3 của ông, về cái việc cái bằng cấp 3 của ông, cũng như là bênh vực cho cái việc là trường đại học luật, đại học ngoại ngữ có biết và có đang bênh vực cho ông hay không. Tôi xin nói như thế này này, từng ngày xưa các cụ hay nói là cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Tại sao lại cháy nhà mới lòi ra mặt chuột? Các ông cũng chỉ vì, các vị cũng chỉ vì là sân si đố kỵ, cho nên là bản thân các vị, chính các vị làm lòi cái mặt các vị ra thôi. Thế cho nên là trong những cái câu chuyện mà người ta đang theo dõi, người ta đặt ra cái câu hỏi là lý do gì các vị lại lên nói và hành động như là những kẻ lên đồng, giống như là những người bịa chuyện trong câu chuyện. Bản thân ông Thích Trần Quang thì rất rõ, và tôi cũng muốn hỏi xem là bên phía ở trường đại học luật hay là những người có trách nhiệm phía bên kia, họ suy nghĩ như thế nào về cái bằng của ông Thích Trần Quang, về cách mà họ đang nói nó. Ví dụ như là nói rằng là trường đại học luật Hà Nội không còn lưu hồ sơ của ông Thích Trần Quang. Vậy cái việc lưu hồ sơ đó đúng hay là sai quy định? Mà tôi muốn nói với cô chú chị và bạn là tôi đồng ý đi, là có thể thời gian lưu trữ lúc đó chưa có hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử thì chấp nhận là vấn đề đó là không lưu trữ đi. Nhưng rõ ràng là bản thân ông này đã không có cái bằng cấp 3 một cách rõ ràng. Vậy nhưng các anh các chị vẫn lên ngoa ngoắt và biện hộ. Vậy cái câu chuyện ở đây, tài sản ông Quang có, chức vụ ông Quang đang ngồi, đang nắm giữ, có phải là do ông ta lách luật, ông ta giấu nhẹm đi cái việc của mình không có bằng cấp 3 hay không? Đó. Đây là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải nhìn. Và có việc gian dối trong đó hay không thì cần phải xử lý nghiêm. Nó cũng giống như là những cái phạt cho Angela Phương Trinh, người mà được coi là đệ tử ruột của ông Thích Trần Quang. Ở đây chúng tôi gọi thẳng tên, không né tránh. Nhưng trong suốt quá trình đó thì chúng ta đã thấy đó, bản thân ông Thích Trần Quang không có được cái bao biện cho mình, hay nói đúng hơn là lời giải thích thỏa đáng. Ông học năm nào bằng cấp của ông có hay không? Tại sao tất cả những người khác người ta không bị cui và người khác người ta có bằng mà ông không có bằng? Đấy mới là cái câu hỏi người ta đặt ra. Bởi thế cho nên câu chuyện phải cần được làm sáng tỏ. Nếu như tài sản của ông không minh bạch thì cần tịch thu tài sản hoặc là kiểm kê kiểm tra tài sản đó. Cần thiết nữa thì Bộ Nội vụ, Bộ Công an nên tiến hành kiểm tra làm rõ, nếu có sai phạm thì khởi tố ngay lập tức, chứ không để cho cái câu chuyện, cái tình trạng này nó diễn ra, nó khiến cho nhiều cái thành phần, nhiều cái thế lực họ công kích, họ mượn câu chuyện để họ gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tôi không bao giờ cổ suý cho cái đó. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là có hay không cái việc ông đang có những cái mập mờ trong suốt những cái quá trình ông làm trụ trì chùa Phật Quang. Nguyên cái câu chuyện, cái tượng Phật nó giống cái hình khuôn mặt của ông, và người dân người ta ở đó người ta phản ánh, cũng như là Phật tử người ta nói là đã cho thấy cái câu chuyện đó rồi. Chưa kể đến việc những cái lời nói của các ông nó giống như cái việc là truyền bá mê tín dị đoan, đúng không ạ? Cái đó cần phải làm rõ nữa, cần phải làm rõ hơn nữa nha các bác anh chị. Đây không phải là câu chuyện thế nào nhỉ, đây không phải là câu chuyện của riêng ai cả,
mà cả của tất cả mọi người đó. Bởi thế cho nên tôi hy vọng là những gì đang diễn ra sẽ là cái cơ sở để cho cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn nhận và đánh giá. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói một người ở đây đó là Thích Huệ Thuận. Phải nói ở đây là Thích Huệ Thuận này nó giống như là một tay giang hồ thứ thiệt. Trong câu chuyện thì có rất nhiều người, người ta đã lưu truyền, người ta đã nói về cái tay Sàm Tăng này. Ông ta thì đúng là một YouTuber, một gã YouTuber thôi, một người YouTuber bình thường thôi, không có cái gì tốt đẹp hơn cả. Khi lên chọc máy, phân tích rất là móc máy và xuyên tạc về cái câu chuyện sư Thích Minh Tuệ đó. Thích Huệ Thuận này là ai? Là người như thế nào đó? Thì cô chú anh chị và các bạn, chúng ta nhìn vào chúng ta mới thấy rằng là con người này phải có những cái vấn đề gì đó, chứ không thể không được hà cớ gì từ đâu mà con người này lại nhảy lên đó, nhảy vô để làm những cái câu chuyện xỉa sói thầy Thích Minh Tuệ cũng như là sư Minh Đạo, những câu chuyện mà họ không có gì sai cả, họ cũng đang làm đúng. Vậy Huệ Thuận Vlog là con người như thế nào, đúng không các anh các chị? Tại sao gã này lại lên nói rất nhiều đó, và đặc biệt là chế những cái câu chuyện về sư Minh Tuệ, gây ra rất nhiều cái việc tranh cãi? Tôi thấy là bản thân con người này sống không, nói tóm lại là có những cái vấn đề ở đây là chỉ lên lợi dụng để làm YouTube thôi, chứ không có cái việc gì khác ngoài cái việc ở đây là lên sân si và nên tìm hiểu xem con người này là ở đâu đó. Bởi vì tôi nghe nói là ông ta ở Bình Thuận đó, và bây giờ thì rất nhiều người người ta tìm đến đó. Thì vậy có phải là chính những người như thế này mới là những người gây chia rẽ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không? Nhờ cô chú anh chị và bạn nhìn là chúng ta mới thấy con người này rồi. Và có rất nhiều người, người ta đã kể, người ta đã nói về con người này. Thì liệu là con người này có xứng đáng tu hành hay là tu tập hay không? Khi lên ngồi thì cài mic, cài mic vào nói như đúng rồi. Và mồm thì nói là ở nước ngoài, nhưng có lẽ là mặt thì ở Việt Nam đó các anh các chị. Sau khi tôi nhìn và tôi xem thấy, thì tôi mới nhận ra một điều đó là khi mà các ông, các vị này, những con người này mang danh đội lên cái chiếc áo cà sa, cạo trọc đầu, họ xưng là thầy, xưng là tu, nhưng Thích Huệ Thuận này có ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không? Mà xem ông này là người như thế nào. Đấy. Bởi thế cho nên là tôi rất hy vọng là ông ta sẽ được cái sự chăm sóc của cơ quan chức năng, tất cả những người làm luật, để xem rằng là gã này đang làm gì và vì lý do tại sao lại lên để xỉa sói, để tấn công, bôi móc vào câu chuyện của thầy Minh Tuệ cũng như là những người tu hành. Nhà cô chú anh chị và bạn rất hy vọng là sẽ có những cái hình thức hay là có những cái câu chuyện diễn ra xem như thế nào, cho bản thân những người này tu hành gì. Nó giống như là câu chuyện An Di Lặc Phương Trinh vậy thôi, vì lên bảo vệ cho người mà mình coi là thầy, đã nói rất nhiều điều mà khiến cho gia đình, khiến cho xã hội, khiến cho cộng đồng người ta lên tiếng, người ta lên án. Thì cũng như cái tay Thích Huệ Thuận này thôi, của chú chị và các bạn đó nha. Mình chia sẻ đến đây và mình cũng rất hy vọng là cô chú chị và bạn sẽ chia sẻ ủng hộ. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo.